Nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy là mục tiêu hàng đầu mà công an các địa phương trên toàn quốc hướng đến. Mục tiêu cao nhất là giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Sau một tháng cao điểm, thành phố Đà Nẵng đã nhân rộng 146 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, 1.015 điểm chữa cháy công cộng, đã vận động hơn 200.000 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai. Bước vào cao điểm nắng nóng, các mô hình này đã phát huy hiệu quả, dập tắt ngay lập tức đám cháy từ khi mới phát hiện tại khu dân cư. Do bất cẩn khi sử dụng bếp ga, căn bếp của anh Lê Hữu Bang, một hộ kinh doanh quán ăn tại phường An Khê, quận Thanh Khê đã bốc cháy. Tuy nhiên, chỉ sau 3 phút, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt khi anh Bang nhấn chuông báo động từ mô hình tổ liên gia. Có tất cả các thành viên trong tổ liên gia mang 6 bình chữa cháy sang. Thì trong 6 bình chữa cháy đó thì dùng hết cả 6 bình luôn thì dập được đám cháy. Dập được đám cháy trong vòng chưa đầy 3 phút. Mới vừa lắp xong mà đã có một cái vụ cháy và đã thể hiện được cái tác dụng của nó. Nên là chị nghĩ cái này cũng cần nhân rộng lên để cho việc phòng cháy chữa cháy các hộ dân được tốt hơn. Chữa cháy kịp thời với lực lượng tại chỗ, không để cháy lan, cháy lớn, thiệt hại cũng được giảm đáng kể. Đây là mục tiêu then chốt mà tổ liên gia phòng cháy chữa cháy hướng đến. Sau khi vụ cháy được dập tắt, một tín hiệu tích cực từ địa phương là ngày càng có nhiều người dân tự nguyện tham gia xây dựng tổ liên gia một cách bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn. Phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy tại cơ sở vì thế cũng được nâng cao. Bước đầu thì là tổ mà đi vận động nhân dân thì người ta sẽ hiểu được thì hơi khó. Nhưng mà sau khi mình thực hiện và sau khi có sự cố thì nhân dân người ta thấy là đây là một cái vấn đề tổ chức rất là hiệu quả trong cái công việc phòng cháy chữa cháy. Thấy được cái mô hình này ý nghĩa và người ta lại rất là muốn nhân rộng. Đồng thời công an phường là rất là dễ dàng trong cái công tác vận động. Và qua cái câu chuyện vụ việc ở quán cơm 79 thì cũng mong rằng mà bà con cũng như là người dân chung tay với hệ thống chính trị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy toàn dân. Không chỉ riêng phường An Khê mà trên địa bàn các phường khác, tổ liên gia cũng phối hợp dập tắt nhiều vụ cháy tương tự. Điều này cho thấy tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ngày càng phát huy được tính hiệu quả. Hiện nay công an 56 phường xã tăng cường kiểm tra nhắc nhở tổ liên gia, vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, bố trí lối thoát nạn thứ hai, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Toàn công an thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu này trước ngày 30 tháng 6. Thì đến nay cũng là công an phường cũng đã chủ động tuyên truyền được 8/16 khu dân cư và dự kiến trong thời gian đến cũng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến 8 khu dân cư còn lại để bảo đảm cái hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy. Và cũng dự kiến sẽ vận động mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị một cái bình phòng cháy chữa cháy xách tay. Bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, người dân cần nâng cao ý thức, tự phòng ngừa để hạn chế rủi ro xảy ra, đặc biệt là các địa bàn dân cư nhiều ngõ ngách, cơ sở kinh doanh buôn bán.